Chơi đồng hồ cũ chính hãng, xin kính chào anh chị em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ cơ có tay, gọi là cổ cũng được, của Seiko. Vì chiếc này được sản xuất năm 1965 tại nhà máy King Seiko của Nhật Bản. Đồng hồ có dạng lắc, các link đốt của dây kết nối rất điệu đà. Thân và dây mạ vàng 18 carat dày. Chiếc đồng hồ có cái bề rộng cả núm là 25 mm, bề rộng của dây là 15 mm. Đồng hồ còn nguyên bản, kính thì có sức nhẹ, mình đánh giá mới xấp xỉ 90%. Đồng hồ có hai kim. Mình hướng dẫn một chút về cách sử dụng đồng hồ cơ có tay. Thì ví dụ như là dòng này thì có chữ tối đa được khoảng độ tầm 36 tiếng gì đó, gần 36 tiếng gì đó. Thì theo kinh nghiệm của mình thì bạn sẽ lên khoảng 36 lần. Lên cơ có tay thì núm chúng ta để vị trí như này, chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ như này. Đấy. Đó. Thường là mỗi lần vặn như vậy thì chúng ta thường được khoảng một tiếng, đấy là một tương đối nhá. Đó. Đấy là cách lấy cót. Thế thì cứ 7 giờ sáng nay khi chúng ta dậy ăn sáng rồi thì uống cà phê, người ta cũng cho cái đồng hồ của mình ăn sáng, tức là cũng lên cót khoảng độ tầm 24-25 lần gì đó. Thế là nó đủ cót chạy cả ngày. Thế còn khi lấy giờ thì các bạn rút núm nhẹ ra và chỉnh làm sao cho cái kim nó phải xoay theo chiều kim đồng hồ nhá. Nhớ chọn đồng chỉnh giờ đồng hồ cơ là nó phải xoay như này. Đấy. Đây. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ chỉnh giờ là như vậy, sau đó chúng ta lại đóng vào, đúng không ạ? Cái yếu điểm của đồng hồ cơ có tay thường là đặc biệt là đồng hồ cổ, thường là khả năng kháng nước kém. Chính vậy là các bạn không nên sử dụng nước. Đấy. Đi mưa đi miếc thì được, chứ còn thì, dùng nước cái là nó sẽ chết ngay.